Hello, welcome to my channel. Hôm nay mình sẽ chơi 16 trò, 8 trò với cái trò Scary Teacher đầu tiên. Hôm nay vào sẽ là còn cái nhiệm vụ nào? Chạm 2 này. Còn cái nhiệm vụ cuối cùng chưa làm này. Chúng ta phải đi tìm cái lọ đông trùng hạ thảo ấy, lọ gì, lọ sâu. Thả vào cái bữa tối của hai ông bà này này. Cho họ tối là ăn sâu luôn. As long as there aren't any surprises like before. Đây đây đây, trông giống hệt lọ đông trùng hạ thảo của Việt Nam. Chào mừng anh em ơi. Đấy đấy, bà đang nấu cái món gì đấy, một súp. Thì mình trông mình lấy mình trông lên. Chúng ta sẽ đi theo cái con đường cửa sau này, lên tầng luôn này. Mình phải mang theo một cái búa phòng thân các bạn. Chết rồi. Ha, bà giáo lên tầng rồi các bạn ạ. Trang điểm nó chứ cha, xịn xò ôi. Chết rồi. Phòng nào nhỉ? Thường để đây mà. Im. Không biết đâu. Sắc cầu xuống trên đâu. Không biết đâu. Không biết đặt đâu nhỉ. Đây. Chuồn kim. Rơi suốt ngày mà không hỏng. Cắt đi. Ba. Đây đang trốn cái bà già này. Rồi cái mặt lưng này nó nhận trước rồi nhỉ? Trước đâu? Chút trời đáng gì nhỉ? Bác mẹ ủa suýt bị bắt. Quá anh nồi, mình cướp được cái lọ đông trùng hạ thảo rồi. Đó làm gì? Chúng ta sẽ đi theo cái đồ con đường bếp này. Wow, bà ấy vào bếp các bạn ạ. Đây anh em ơi. Oh, I'm definitely the best chef in the world. Ô, đợi bà giáo đi vào phòng này đã. Không, cháu ạ. Đấy cái gì vậy?
màu hồng. Đây à? Đến rồi, đến rồi, đến rồi, đến rồi. Xong rồi, xong rồi. Wow. Ui ui. Chờ đồ đánh nhau. Đánh. Mình sẽ sang cho Brani. Đây nào. Trong cái màn này chúng ta phải giải 8 sách. 8 quyển cơ. Xuất hiện ở đây. Thôi đi thoát ở nơi đây thôi. Chạy chậm quá nhỉ. Ôi dồi ôi, đen thế nhờ. Chơi lại. Ô, quyển sách của em mình dài bao nhiêu cũng tính luôn nè. Nãy vừa vào phát ra dính trưởng luôn. Đây, nhìn anh Nhân không có ai. Mình được cầm cái kéo này phòng thân đó. Ủa, đây lắm phòng lắm. Trò này cũng không ghê lắm đâu. Tại cái đồ họa của nó cũng thuộc dòng là pixel nên là không ấy. Trò này chưa ăn thua. Không, tôi mở cửa cho bà già ngay trên này buồn cười. Sách. Mình đã dạy xong rồi đấy. Xem là có ai không đã. Hello, hello, hello. Bao giờ nó ra cái phần này chap 2 nhỉ? Tận 2 bà già thôi thì thôi rồi đó. Con. Đi đâu? Tiếp tục đi. Nó không gặp bạn già này. Ủa, đây không quyển sách nữa này. Quá kinh. Hô hô. Mừng quá, đây rất nhiều sách luôn. Tôi chết lại rồi. Bấm nhầm con rồi, tôi chết rồi. À chết rồi. Shit, nữa thì sai quân nữa, bà già bà già. Bà lên tôi. Ui ui ui. Thua thôi. Chúng ta sẽ sang cái trò webland này. Ô, và giờ anh em ơi, lấy hết đi. Ủa, bản đồ mới à? Có rất nhiều nơi đây, chúng ta sẽ vào đây. Chúng ta sang thành phố mới đúng không? Hay vẫn thành phố cũ đấy? Ồ, vẫn là nơi cũ này. Săn lên con thỏ ấy đi.
Đây, dao mình đây. Hết chỗ để lưu rồi. Tìm một chiếc quần này. Quần ở đâu đây? Đây, quần đây. Xong rồi. Chúng ta tới gặp cái ông này đi. Hoàn tất rồi. Bây giờ mới hoàn thành. Chúng ta sẽ chế tạo à? Chế tạo cúc chim. Chế tạo rìu. Đến đầu chế tạo đây. Chúng ta sang chỗ ice cream. Đây là game horror. Đây nào. Tan tan tan. Oh, hello. Don't you want to try my delicious ice cream? Mình thấy có nhiều người chỉnh cho nó thành nền sáng mà xong cũng chỉnh được nhỉ. Tức là bầu trời buổi sáng. Sẽ vào đây. Ok đấy. Rồi mình cầm thêm một cái ná cao su nữa. Đấy, vũ khí chúng ta đây. Nếu mà bị ông ấy tấn công mình sẽ bắn. Không cần phải chui vào chuồng chó nữa. Cô gái hả? Ô! Sao nó chạy chậm thế nhỉ? Vô cùng chậm luôn. Chui đây. Yeah. Chui đây. Chui đây làm sao không biết được. Cho ông già ông đi đi á. Quá là nhỏ nồi luôn. Để thử lại lần nữa nào. Cái nồi không rơi bản đồ làm sao mà mình nó nhặt được. Bản đồ mình rơi đâu nhỉ? Sao nó chạy chậm này? Rồi bản đồ đây bạn ơi. Bye. Đâu rồi?
chữa nhanh thế nhỉ. Mình cảm giác là chạy rất là chậm. Ui ôi ngay sau ấy. Rồi. Ui vẫn đằng sau này. Đấy, trốn theo cái kiểu là đi cái đường ra bụi chó này, trốn rồi. Ui ui. Không kịp luôn. Anh sẽ vào cho Hello Neighbor. Trò này nó nhanh mượt mà này mà. Ra đột nhập vào phòng của ông ta thôi. Để kiếm cái bay. Cần lê ở đâu nhỉ? Chà, tủ lạnh không có gì mà ăn này. Gì không? Để gọi căn phòng này không mở được. Không mở được căn phòng này. Ui dồi. Xích rồi. Mình sẽ vào cho Radiator 30. Đây một game rất là kinh dị luôn. Đây là dòng game giải đố kinh dị. Thôi chết rồi. Mừng quá bởi vì sao? Bởi vì màn này mình đã qua được, màn khác khó. Sau cái phần 2 có 9 nước đi mà không qua nổi. Cái game này những cái nhân vật trong này toàn là gấu bông thôi, các bạn đừng có lo. Cái gì vậy? Chết rồi, mắc kẹt đây rồi. Ôi dồi, mắc kẹt đây rồi, không ra được rồi. Mắc kẹt đây luôn. Chắc là mình phải nghĩ ra một cái nước đi khác. Chỗ này hoàn toàn. Đây đấy, mắc kẹt đây. Ô đây không vào được đây. Khốn nạn nhỉ. À đây rồi, đi rồi. Ôi giời, may quá lại tìm được cái lối đi. Nổ như bong bóng giặt phòng. Phần này mới là căng này. Chúng ta không chạm vào đây, chạm vào đây chết luôn đấy.
một xí thôi. Ô, đến người cũng bị chết. Ha, bị tóm. Cột đường rồi. Mặt trở lại. À, phải đi hướng khác. Đi hướng trên này. Ấy, một thanh niên. Đi đây cũng lại chết tiếp đấy. Thôi chết rồi, cột đường rồi. Ôi, quái thằng kia gấu bông này. Cái tên sát nhân này. Sợ chưa kìa. Ôi, ông gấu này. Phải gấu sát nhân này. Chặt tấn luôn. Ý cả hàng lần. Ôi, mình chơi con này. Ôi, mình đang hoàn thành xong đấy. Chúng ta sang cho Slender. Đây nào. Trò này chưa bao giờ đi được xa cả. Let's go. Ta sẽ đi tìm những cái ân chú và đăng ký nó. Ủa, chỗ này không ai à? Mấy lần trước gặp Slender mình không gạt kịp thì là bị ông ấy chích vào người. Có khoảng 8 cái dâu bạch tuộc như kiểu tiến sĩ bạch tuộc trong game Spider-Man. Ông cắm vào người. Chà bùi. Không thể đỡ được. Mình chỗ này có một cái ấn hay sao đấy. Mà tiếng xẹt 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 nó vang lên là mình nghe thấy đấy. Chưa thấy cái dấu hiệu gì cả. Ồ, quanh đi quẩn lại vẫn là cái nơi này thôi. Ơ, đây đây, một cái ấn này thôi. Ở bên kia, bên kia, bên kia. Đây, có mũi tên màu đỏ đây. Hãy đi theo cái tiếng gọi của mũi tên. Đấy, 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 đấy. Ok, nó sẽ xe, xe. Đây, 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 đây. Một cái, chúng ta tìm được một cái rồi. Cẩn thận, gặp Slender đây đấy. Trò này nếu mà cho cái góc nhìn thứ ba là tốt quá nhỉ. Chơi có thể chơi được lâu hơn, đỡ đau đầu. Cụt đường. Vãi đường cụt. Trời ơi, lạc ở mê cung đi rồi. Cái này không biết tìm được bao nhiêu ấn chú vào win nhỉ. Hello, có ai đấy không? Đây, mình chỉ rẽ đi theo hướng khác. Ta nhìn, ui, tại sao vẫn bị dính? Ui, cái trò này ghê quá. Mình chỉ đến với trò Bendy Run.
À không phải bên đi răn. Bên... tiếp tục nào. Trước mình đang lạc trôi trong. Ở đây chính là người bạn của chúng ta. Ở đây có một cái cờ lê này. Mình cầm được cái cờ lê trên tay rồi. Chắc là đi khởi động cỗ máy này. Hello. Quái vật không nhìn nhận. Ủa lại có bên đi nè. Hello. Ồ đây có cái gì nữa này, chúng ta sẽ nhặt luôn. Đây là một đoạn thư thoại. Qua căn phòng này đầy bí hiểm. Có nước này. Có một chai nước này. Chơi đừng cút tụi anh em ơi. Về vãi. À đây có rất nhiều nước. Được tăng lực kìa. Xin hết luôn. Chúng ta ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên. Ồ mình nghe thấy tiếng bước chân các bạn. Có điều gì đó sắp xảy ra. Có tiếng bước chân. Ồ lại là cái ông Bendy này đây. Ồ mình nhặt được một quyển sách. Đây có cái gì đây? Mình có quái vật trong này vậy. Ôi trời, trò này tìm hiểu mãi vẫn chưa hết được. Thôi chúng ta sẽ dừng lại đây. Bye bye, see you.